Từ từ để mọi người theo dõi chứ. Quá đi qua hot. Linear has tan B. Color. Đây là ô để khác à? Đây là tóc của tôi là C. My hair is black. Where is your neighbor from? Oh, là C. What day? D. Go to school every morning. Ở đâu? Where? Play with. Ở đâu? Count. My pen. He has math on Monday. 2, 4, 6, 8. Linda has an B. Is your school has lunch an A. 12 + 19 = 21. A. Was quá khứ. Năm khác. Đáp án C. Bật hơi. Còn lại không bật hơi. It's time for football. Painting masks. Painting masks. Mask. Nè. Cái nào? Đúng, là bạn A. Giờ ngày ập tháng. Her bedroom is large. Là bạn D. I'm a pupil. Let's go to the zoo. Yes, she does. From H. Go home. The D. Forming. Dictation. Chính tả. They are. See. They are new working. Sorry. Yes, come in. Nào đi. Đây là địa điểm. Vậy là where. Đáp án D. What the Tony friend of November. Đáp án B. O'clock. Flower. There are. À đây là a goldfish, một con is on a. Drum. Cái trống. What is your hobby? Đáp án A. Science, một khoa học. Có bao nhiêu tháng trong một năm? Parrot. Con vẹt. Thursday. Thứ năm. Nga like math. Nó là cái môn học yêu thích của cô ấy. Vậy là C. Her. Từ khác. C. Quá khứ. Oh, phải không nhỉ? Có bao nhiêu ngày trong một tuần? Ngày. There are 24. Pronoun first. Âm bật hơi. Âm xó. Vậy basketball. Âm bật D. Đây là sẽ thay cho Miss Hiền and Miss Hoa. Vậy là they are my new teacher. B. In the garden. A. Lien has. B. Tên của nó là gì? Đáp án C. Can. Guitar. He's
Where is the math teacher? She can sing many English songs. Has my brother has. What day is it today? Sing in music lesson. D. How are your parents? D. They can speak English well. Yes, no, she can't. My school is in my happy street. Two girls, B. Can I play badminton? Go thêm mẹ em, đáp án B. Village, làng quê, C. Ta thành listen to music. Timmy E. Swing River. Birthday âm A. Vậy là đây là bad A. Play plant. At và stay. Đây là âm A. Giống D. Swimming pool. Swimming pool. Bể bơi. Where is to now? Đây là swim thêm S gì? Vậy là chủ ngữ phải là số ít. Đấy, một người, vậy là C. Nick. Primary school. Primary school, trường tiểu học. Primary. Từ khác. Đây là nghề nghiệp, còn lại là thành viên trong gia đình. Thành viên farmer. A. What subjects? Where are the new people? My mother is a clock. B. Waters, phát âm giống, vậy là âm bật âm z, bởi vì r không phải âm bật hơi. Vậy là âm giống ở đây sẽ là đáp án B, còn lại là kết thúc vào những bật hơi. Pictures. What nationality is the boy over there? Let's play badminton at break time. Hương in. Hey. What are you doing? This lovely teddy bear, không biết liền, đáp án A. When do you go to school? Cái nào là sai? Chúng ta động từ sau like phải đem thêm in, vậy là what sai, đáp án A. Có 3 cái và 2 cái là 5, vậy là 5 pencil cases, đáp án C. My father took them. Tâm là nghĩa là dây. Đấy, nhưng mà đứng đằng sau động từ là tâm. This teddy bear is my birthday present. Câu hỏi lựa chọn. Vậy là C. It's big. The tiger. Đây con hổ. Rất là buồn cười. Who is the new worker? Her birthday is on December 2nd. The teacher has a picture. Picture. Có một bức tranh. Trang. Đáp án A. Isn't staying but isn't walking. Bởi vì những cái này nó sai. Walk thiếu SC. Không thể đần đa don't stay. Và cái này D là thiếu SC. Vậy là đáp án A. Our math lesson starts at 7:30. An actor, diễn viên. She likes making paper flower. Are they driving to their hometown? Play volleyball. The people are having a Vietnamese test. Open the door, mở cái cửa. The cat catching a mouse. Con mèo đang đuổi bắt con chuột. Sử dụng một cái bút và một cái gì đấy để vẽ những cái cọn, những cái đường. Vậy là đây là rule, cái thước kẻ.
We can cut the back to Vincom Center here. Now, phát âm giống parent. There. Say that. Air. Pair. When. Oi. There. The duck. The sign. Let's give some time to put children. Look at the clock. Hãy nhìn lên, nhìn và nhìn cái đồng hồ ở trên tường để biết thời gian. The boy are playing the drum in the mirror room. Da Khánh like telling fairy tale. Does he like riding a motorbike? No, he doesn't. Seals swim in the ocean to find fish. Fish. We learn to sing. From Lapo, Trung Quốc, China. Play basketball, Ấn Độ. Da Tâm like riding a tank. There are many stars, nhiều ngôi sao. Đây là tháng 2, là tháng thứ 2 trong năm. Is it the 14th of October today? No. It's the 18th of October. Thank you, Nam. That's all right. The flower, the beautiful flower, are for my beloved mom. Những bông hoa xinh đẹp này dành cho mẹ yêu thương tôi. On the moon, there's dust and rock. Trên mặt trăng là cái đá. My school. Finishes at 10 to 5 p.m. Đây là giờ kém nha, 5:10. Kien is tall and he can play volleyball well. Quảng Ngãi là thành là miền Trung Central Việt Nam. 12 À, được 20, 30, 40, 50, 50, đáp án B. Đây là Tiền Giang, là tỉnh ở miền Nam, miền Nam. The crab has two eyes on top of its body. It can see big animals, and then it can run away. Can run away. Sai ở sail vì thiếu ing. Đây là một động từ sail the boat. Đáp án là C. Monday on the 3rd of April. Kết thúc phần chữ L. Đây là 11 giờ 15 giờ trước phút sau. 11:15. Và đáp án C. Khi muốn có một con mèo, anh ấy không có con mèo nào cả. Any pets. Any our hobby, sở thích của chúng tôi là what are they doing, họ đang làm gì, phải trả lời they are cộng với động từ thêm mình. They are doing their housework. Đáp án D, flying a kite. Đây là màu sắc của lá cờ, red and yellow. Write your ID in the blank. I visit Long Bay in nghĩa là tháng bảy. Đây là tháng và là tháng là tháng 7 là gì nhỉ? July. Có theo dõi không đấy Hương ơi? Cái này là writing ID. Is It is 5:30. No, it isn't. She's a teacher. She works in a primary school. Primary trường tiểu học. Đây là 5:30. Vậy là giờ trước phút sau. 5:30. Đáp án B. Timmy đang nghe nhạc, listening to the song. D. Câu nào đúng?
Hobby is có động từ thay mình swimming. Đáp án D. Ơi, đáp án D. Gấp đôi. M. Câu nào là từ nào sai? Nai này không có e, vậy là nai sai. C. Playing the piano, nhạc cụ. Singapore is a small country, đất nước nhỏ. What are you doing? Bạn làm cái gì? Bạn đang làm cái gì trong bạn đang vẽ cái gì trong giờ trong cái tiết học mỹ thuật? Drawing. What are you drawing? I am studying at tôi đang học ở trường. Very cute. They are singing on the stage. Họ đang hát ở trên bục. There is a blue computer on the desk. Blue computer. Cái nào sai? What time? Đây là có viết trên đây. Cái này phải nhìn xem là phải giờ đúng là giờ thì what time đúng rồi. Không có a clock bởi vì a clock chỉ nói là giờ chẵn thôi. Vậy là sai a clock, đáp án D. Black one, cái màu đen. They don't play the drum in the evening. She driving a car, đang lái xe, đáp án là A. Where's Tom? He's playing with a ball in the garden. In the garden. My favorite cartoon is Uncle Grandpa. The farmer on the platform. Like doing puzzle. He doesn't have any teddy bear in the bedroom. Children like reading comic book. There is a blackboard in my closet. It's a quarter past four. 4:15. Câu nào đúng? I have English on cộng với ngày. On Tuesday and Friday. Đáp án A. Cái thứ. A primary student go to school from Monday to Friday. Black. It's a giờ trước phút sau 12:30 p.m. My one are standing next to the door. Hải thích làm cái gì? Vậy là Hải like hoặc là sở thích. His hobby. What did you do last? I did my homework. Cái này they are my parents. Bố mẹ. Quá khứ của câu là when. Bạn làm cái gì vào hôm qua? Vậy là động từ phải thêm ed. Quá khứ là bài C. New York thành phố ở Mỹ. Cô tự làm. Wear your school clothes on Wednesday. On Wednesday. She my classmate. Là lớp Bích và tôi học lớp 4E, vậy là cùng lớp là classmate. Cuối là taking photo. The sun shines in the sky. Shine, đây là tỏa sáng, tỏa nắng trên bầu trời. Who teach you to take photo? Ai dạy bạn chụp ảnh? My brother learn English. Food trước past giờ. Food past. Jane ăn tối vào mấy giờ? Bây giờ thì là giờ trước phút sau thôi. Us ở đây chỉ là giờ thôi. Về cái giờ dinner thì là buổi tối, là giờ ăn bữa tối thì us 7 p.m. Đáp án B. The bear can ride a bike. It's wonderful. Con gấu có thể đi xe đạp, tuyệt vời quá. I didn't have any time. Không có thời gian. Khang wasn't in the park. In the park. He was at home. In the nhà. Cái nào đúng? Các bạn nhìn thấy đây có
viết trên đây, nhưng mà câu B là không có ed là sai. Cái này là thiếu y, nó nghĩa in the evening. Cái này là last thì phải có ed. Last hole, cái này thì sai ở đâu? Jack, TV. In, thiếu the, phải là in the evening. Cái A là thiếu the, vậy là chỉ có từ last evening. Đấy, last evening là tối hôm trước. Đấy, buổi tối hôm trước, vậy là đáp C là đúng. Didn't, last year, các bạn nhìn thấy đây là did, trợ động từ phải là Tony là con trai, vậy là yet, did, yet he did, or no, he didn't. Vậy đáp án là B. Turn on the fan, please, it hot. Như là sai ở đâu nhỉ? Em vừa nhìn con này. Em vừa